lên đâu. Anh nghĩ em không làm gì á? Hả? Làm gì? Hello, chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đang quay lại với kênh của Hiển và Tuyền. Thì hôm nay mình làm cái clip này ấy, thì để mình sẽ thú nhận với Tuyền về cái chuyện mà người thứ ba. Thật sự là mình cũng đã giấu Tuyền cái chuyện này đã quá lâu rồi. Và hôm nay mình cũng dẫn nó đến để đối mặt, gọi là mặt đối mặt với Tuyền, để nói chuyện về câu chuyện mà người thứ ba ở trong cái mối tình của mình, để xem Tuyền, và cũng để xin lỗi Tuyền nữa. Tôi đùa thôi đấy. Thì hôm nay là tôi muốn là nói câu chuyện về, ví dụ mà tôi nói thẳng với Tuyền luôn nhá, hay tôi chôn là tôi sẽ nói với Tuyền là hiện tại là anh có người yêu rồi. Mình có người yêu rồi, có người yêu ở ngoài được mấy tháng rồi. Và hôm nay mình dẫn cái con bé lên về đây, vậy gọi là dẫn về phòng luôn để xem bác Tuyền nó phản ứng như nào. Đấy, chỉa thôi. Chưa kịp nói gì không ạ? Anh trôn em đúng không? Trôn gì? Giờ
biết. Anh nói thật. Giờ anh không muốn giấu em gọi là chuyện gì nữa, chuyện gì nữa. Chơi người khác là sao? Anh có yêu người khác 2 tháng rồi. Và anh cũng đang muốn dứt điểm với người ta. Thế thì anh nói với em làm gì? Hôm nay nó cũng sang đây. Nhưng mà anh nói với em làm gì? Anh cảm thấy có lỗi thì anh nói với em luôn. Để con mắt nó đỡ bứt rứt, đỡ phải suy nghĩ. Thế là lần trước anh xin lỗi em là anh không có thời gian cho em. Anh bận công việc, anh cắt với các thứ là không phải đúng không? Là anh chỉ muốn là xong cái vụ đấy để anh tiến tới với đứa kia đúng không? Đấy là anh bận thật. Thế bây giờ anh lại thú nhận là anh yêu một đứa kia là đứa nào? 2 tháng rồi, tức là còn trước khi cái vụ mà anh bảo anh không có thời gian cho em cơ. Thế chứng tỏ cái vụ mà anh bảo anh không có thời gian cho em nói điều đúng không? Thì anh nghĩ là cái mối quan hệ ấy nó cũng chỉ gọi là thoáng qua thôi. Còn em mới là cái người mà đi cùng anh đi. Thế đây là anh cũng thú nhận cho em, mình không giấu nhau chuyện gì. Anh thừa biết là em, nếu mà anh có cái chuyện của người thứ ba thì nó không chấp nhận. Anh khẳng định với em là anh không có người thứ ba. Và đấy là chỉ là công việc, anh bận quá nên em thông cảm, em tha lỗi cho anh rồi. Bây giờ anh bảo là anh thú nhận anh có người thứ ba là như nào? Thì anh chỉ xác định cái mối quan hệ ở đấy nó tạm bợ thôi. Chả có mối quan hệ nào là chắc chắn, chả có mối quan hệ là tạm bợ cả. Quan điểm của em rất là rõ ràng. Thì rõ ràng thì anh cứ nói thì cho nó rõ ràng là gì? Ừ, nói xong chấm dứt ở đây. Đây gì được? Nếu mà trong câu chuyện tình cảm với em mà có xuất hiện một người nữa là em thì chấm dứt. Kể cả với anh. Em mà nói ngay từ đầu rồi. Nhưng mà nó... thật sự là nó vừa trắng vừa xinh. Ừ, nó vừa trắng vừa xinh. Ý là anh bảo em xấu đúng không? Vậy thì anh đi mà yêu nó, chấm dứt làm cái gì? Mà anh mang cái câu chuyện này vào đây kể với em một cái gì? Em nói thật là anh nên lặng lẽ. Em nói lời tôn trọng anh ấy, là anh nên lặng lẽ bước ra khỏi đây. Anh đừng để em phải cáu thêm một cái giây phút nào nữa. Rồi đấy rồi anh nói thẳng với em làm gì? Ừ, anh nói thẳng em không chấp nhận. Em nói với anh ngay từ đầu là em không bao giờ chấp nhận một người nào khác trong cái mối quan hệ của em cơ mà. Anh có người khác thì anh cứ về anh ra đi thôi, em không giữ. Còn anh đừng ngồi đây thêm một giây phút nào nữa, em nhìn anh thấy kinh lắm. Nó mà em rất nói về đây để gặp em nữa. Em không phải gặp bất kỳ ai cả. Nhưng mà rồi, hiện tại đang trong phòng rồi. Bây giờ nhá, em đi ra ngoài kia 5 phút cho anh dẫn nó. Em mời anh và nó chuẩn bị hết đồ của anh nhá. Bước ra khỏi nhà em nhá. Thôi okay. Đi. Sao anh phải đi á? Anh không đi thì em đi. Bây giờ anh chọn đi. Bây giờ hai người chọn đồ nó sẽ nhanh hơn là một mình em rồi. Đúng không? Anh đã bảo mình yêu nhau mà không giấu nhau chuyện gì cơ mà. Giờ anh làm sai cái chuyện đấy anh có lỗi. Giờ anh cũng chót mang về đây rồi. Chót mang về đây rồi. Thì anh thú nhận với em. Anh chót mang về bao nhiêu lần rồi? Hay là lần này em về vội quá anh không chạy kịp nên anh mới nói thế đúng không? Lần đầu. Yêu nhau 2 tháng mà bây giờ lần đầu rất nhau ở đây. Lần đầu nó về đây. Đâu anh gì với em đi. Anh đi để em đi nhá. Em đang nói chuyện rất là bình tĩnh với anh ấy. Bình tĩnh cái gì đấy giờ gắt lên bình tĩnh cái gì. Em chưa hề động chân động chạm gì đến người anh bảo là gắt. Em dám động không? Em đã bảo ngay từ đầu rồi. Ngay ở cái chuyện kia rồi. Là rất may cho anh là đấy là không phải là do là anh có người thứ ba mà đấy là do công việc của anh nên em đã đồng ý rồi. Quay lại các thứ. Bây giờ anh lại bảo là anh yêu con bé kia 2 tháng, tức là 2 tháng. 2 tháng trước, còn trước khi xảy ra cái vụ mà anh bận công việc cơ. Thế bỏ yêu 2 tháng thì anh yêu 2 tháng, anh nói là về làm gì? Em cần cái sự nói thật đấy à? Anh yêu em gì đâu? Cái quan trọng không phải là anh không giấu em hay không. Mà anh đã làm việc có lỗi rồi, anh còn vênh mặt lên như thế để làm cái gì? Thế anh không nhận em là như thế. Nhưng mà anh thú nhận là gì? Anh sai rồi.
cùng mình nói bí mật với nhau đấy. Rồi sao? Thế là... sao em bảo sao mà? Thế là em sai à? Em sai nói cũng đảm với em còn gì? Anh sai anh cút khỏi nhà em đi. Thì em phải cút. Không việc gì để cút á. Ừ. Anh yêu con khác thì bây giờ giả dụ như em yêu thằng khác dẫn về nhà thì anh sẽ làm gì, anh sẽ đối xử như nào? Như nào? Thì anh đang hỏi em này. Đây nó đây. Vừa trắng vừa xinh. Vừa trắng vừa xinh nhá. Đáng yêu quá. Ơ sao lại chạy à? Xinh không? Quá. Đây á, đây là người thứ ba của anh á. Đúng rồi. Thế thì em muốn thêm có 2 người nữa, cơ nhà 5 người cho vui. Ui. Thôi mệt lắm. Đáng yêu. Bùm Thái đây. Ôi. Anh làm em khóc ghê này. Thử tí xem cái cao trào hôm trước. Anh lấy lòng em đúng không? Anh giấu con nào trong tủ đúng không? Anh đặt con chó ở đây đúng không? Con nào trong tủ không? Anh giấu ở đâu? Anh giấu nó ở đâu hả? Giấu ở đâu là cái gầm giường bé tí này không chui được cái này. Em cũng biết, cái nào. Xinh không? Xinh quá. Chào mừng thành viên mới. Chào mừng thành viên mới bằng một cái pha đánh ghen tuyệt vời. Ai cho anh để lên giường? Cứu sinh. Không sao. Lần đầu tiên về nên tha, đúng không? Nếu mà là con khác á, chỉ cần lớn hơn một tí thôi là đánh chết. Nhưng vừa trắng vừa xinh đúng không? Trắng. Nhưng mà hơi bé. Bé mà nó chỉ bé thế thôi. Thế á? Ừ, nó chỉ có 5 lạng 6 lạng thôi. Như này thì em nhấm vào nó ngay. Nhấm là... tối ngủ nó lăn một phát là nó đi luôn. Sao ấy? Bây giờ tặng một thành viên mới để mình phải tái hiện lại để câu chuyện thì mình có thể mình chuộc lỗi. Chuộc lỗi kiểu này. Thì ra là đánh ghét là như thế. Ừ. Đấy các ông ạ, tình hình là người thứ ba của tôi đấy. Đây 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 nhá, tôi cặp bồ với con vừa bé này, vừa bé vừa trắng vừa xinh này nhá. Nhưng mà ăn tát quả đau quá. Ấy, méo méo hàm. Em mới tát một cái đấy, em chưa dùng cước đâu đây. Em đạp một phát vào mặt anh xem. Quá mà dùng cước nữa thì thôi thật sự. Bắt là mình không lấy xong tưởng. Đấy, tóm lại là mọi người nhá. Tóm lại tôi rất là chung thủy chứ tôi không phải là anh người thứ ba tôi đây nhá. Đây là người thứ ba phải đi bằng 4 chân. Thôi nhưng mà mình vẫn chưa nghĩ ra tên cho nó mọi người ạ. À. Anh nghĩ ra chưa? Anh chưa, anh mang nó về, anh biết không, anh gọi tạm thời gọi là cái gì mà anh? Phan Ngọc Ánh hay là Đào Quốc Thành gì đấy. Không, thực sự là nếu mà nghĩ ra cái tên gì thì mình sẽ đặt nó ở cái list sau, hoặc là mọi người có tên gì gợi ý cho mình. Đây, mọi người nhớ like và chia sẻ cái clip này nha, và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho Hiển và Tuyền. Bye bye. Đây là của cước mày quá, kính bảng nó ở rất là trên bảng không? Chí hiểu. Ô, con này không ăn được, không uống được, không uống được, không uống được. Không uống được. Yeah.